Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đà Ai Cho Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ba tổ chức phi chính phủ xây dựng một bản báo cáo công phu về thực trạng nhân quyền trong nước nhằm phản biện báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng những vi phạm của Hà Nội là một sự bội ước đối với cộng đồng quốc tế. Báo cáo được ba tổ chức phi chính phủ gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người bảo vệ Nhân quyền và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đưa ra công khai ngày 5 tháng 1 năm 2024, đồng thời gửi cho Liên Hiệp Quốc trước kỳ kiểm định việc Việt Nam thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, viết tắt là ICCPA, vào cuối tháng 3 tới đây. Bản báo cáo dài 22 trang với 113 dẫn chứng từ nhiều nguồn dữ liệu, kể cả những trang mạng chính thức của các cơ quan công quyền Việt Nam, được xem là một bằng chứng thuyết phục về những vi phạm trầm trọng của chính quyền Việt Nam, một thành viên đương nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện ICCPA. Báo cáo nêu rõ, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, có trụ sở tại Mỹ, nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 8 tháng 1. Báo cáo của ba tổ chức còn đưa ra một cái điều quan trọng mà tôi cho là quan trọng hơn hết. Đó là cái điều thứ nhất của công ước quốc tế, đó là điều quyền dân tộc tự quyết. Người dân được tự do quyết định về chế độ chính trị và tự do theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế xã hội và văn hóa. Ông cho rằng tuy Việt Nam đã ký ICCPA vào năm 1982, nhưng nhà nước độc đảng ở Việt Nam không bao giờ cho người dân quyền tự quyết. Ông dẫn chứng trong tất cả các cuộc bầu cử, kể cả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2021, tất cả đã được sắp xếp bởi Bộ Chính trị, cơ quan tối cao của Đảng. Điều rất đáng tiếc là trong các kỳ kiểm điểm trước, ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng không đi sâu sát và đưa ra khuyến cáo về vấn đề này. Báo cáo của ba tổ chức nhấn mạnh về điều này vì theo chúng tôi quan điểm đây là điều căn bản của quyền dân sự và chính trị. Ông cho rằng nếu quyền dân tộc tự quyết được tôn trọng thì tất cả các quyền khác cũng được thực thi một cách nghiêm chỉnh vì khi đó người dân có quyền định đoạt được chính quyền của mình. Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp lần thứ 140 để kiểm điểm việc thực thi ICCPA của nhà nước Việt Nam. Hà Nội đã gửi báo cáo của mình và nhiều tổ chức quốc tế đã gửi báo cáo phản biện cho tổ chức cao nhất của thế giới về nhân quyền. Trong thông cáo báo chí về báo cáo phản biện của mình công bố ngày 5 tháng 1 vừa qua, ba tổ chức phi chính phủ của người Việt trong và ngoài nước nêu rõ, không giống như báo cáo của Việt Nam chủ yếu đề cập đến các luật, nghị định và quyết định hành chính như một sự bảo đảm việc tuân thủ luật nhân quyền quốc tế, báo cáo thay thế này sẽ trình bày việc chính phủ Việt Nam thực hiện các quy định của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị thông qua các sự kiện thực tế. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng cho biết, trong báo cáo phản biện của mình, ba tổ chức đã chỉ rõ trong báo cáo thực thi ICCPA, Hà Nội chỉ nêu lên việc xây dựng các văn bản luật và nghị định, rồi coi đó là việc thực thi công ước này, mà không nói rõ việc thực thi công ước này trong thực tế như thế nào. Về đàn áp tự do ngôn luận và lập hội, báo cáo phản biện cho biết, nhà nước Việt Nam với phương châm không cho hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước đã thẳng tay đàn áp các tổ chức như Đảng Nhân dân Hành động, Đảng Dân chủ Việt Nam, Phong trào Lao động Việt, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, Tuổi trẻ Yêu nước, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Báo cáo cũng nói, trong hai năm 2022-2023, có ít nhất 97 nhà hoạt động đã bị kết án với những bản án nặng nề, trong khi vẫn còn 25 nhà hoạt động bị giam trong thời gian điều tra. Báo Nhà nước trong sáng ngày 9 tháng 1 năm 2024 đồng loạt thông tin về một chiếc tiêm kích Su-22 của Không quân Việt Nam không rõ số hiệu, gặp nạn trong lúc bay huấn luyện ở Quảng Nam. Phi công đã kịp bung dù thoát nạn. Đây là chiếc Su-22 thứ hai của Việt Nam rơi chỉ trong vòng một năm. Trước đó, ngày 31 tháng 1 năm 2023, máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy, trong lúc hạ cánh ở Yên Bái đã gặp nạn. Phi công đã phóng ghế lái nhưng vẫn dẫn đến thiệt mạng. Mạng báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ một lãnh đạo quân khu 5 xác nhận, chiếc máy bay tiêm kích Su-22 vừa rơi tại Quảng Nam vào gần trưa ngày 9 tháng 1 thuộc biên chế của Sư đoàn Không quân 372 đóng tại Đà Nẵng. Video hiện trường cho thấy một số nhà dân bị đổ tường và sập mái. Tuy nhiên, tờ báo này cho biết cũng không có ai bị thương vong. Bộ Quốc phòng Việt Nam vào chiều ngày 9 tháng 1 lên tiếng xác nhận vụ rơi máy bay Su-22 mà truyền thông loan đi trong ngày. Chiếc Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức,
đại úy phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển. Đến cuối chiều ngày 9 tháng 1, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường để tìm kiếm, thu nhặt các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn. Trong vụ máy bay Su-22 rơi như vừa nêu, có một người dân bị thương do một vật nặng văng trúng đầu. Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn. Tin cho biết sức khỏe người này tỉnh táo sau khi phẫu thuật. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi vào ngày 9 tháng 1 lên tiếng cho rằng đất nước bà sẵn sàng làm việc với các quốc gia Đông Nam Á khác để đúc kết bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, COC bị trì hoãn lâu nay. Reuters loan tin dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Retno Marsudi như vừa nêu tại cuộc họp báo chung với người đương nhiệm Philippines Enrique Manalo ở Manila trước chuyến công du của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến ba nước Brunei, Việt Nam và Philippines. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc trong nhiều năm qua cố gắng tạo ra khuôn khổ để đàm phán một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Sau khi các bên có tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC ra đời từ năm 2002, diễn tiến cho bộ quy tắc ứng xử COC khá chậm chạp, dù có cam kết từ các bên về việc đẩy mạnh tiến trình đàm phán. Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 1 thông qua lệnh cấm giết mổ và bán thịt chó, vào khi có kêu gọi ngày càng tăng về mối quan hệ đối với quyền động vật và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. AP loan tin trong cùng ngày và cho biết sau 3 năm ân hạn, đến năm 2024, hoạt động giết mổ, nuôi chó để thịt và bán thịt chó ra thị trường tiêu thụ đều bất hợp pháp và người vi phạm phải đối mặt với án tù từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, quy định không đưa ra mức phạt đối với người ăn thịt chó. Lệnh vừa nêu được Quốc hội Hàn Quốc thông qua với tỷ lệ 208 phiếu thuận, không có phiếu chống. Sau khi Hội đồng Nội các chuẩn thuận và Tổng thống ký lệnh, dự luật này sẽ trở thành luật. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ tục vì chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol ủng hộ lệnh cấm này. Tin cho biết nhiều người trong ngành nghề này ở Hàn Quốc bày tỏ giận dữ và nói sẽ biểu tình thách thức luật do Quốc hội thông qua. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.